xin phó dâng linh hồn cha cố như xe chúng con trong tay cha, với niềm hy vọng chắc chắn cha cố như xe sẽ sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau hết, như mọi người đã chết trong Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ cha về những ân huệ dồi dào cha đã ban cho tôi tới cha khi cha cố như xe còn sống trong cuộc đời chẳng qua này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của cha và dấu chỉ các thánh cùng thông công trong Chúa Kitô. Vậy lạy Chúa, xin thương xót lắng nghe lời chúng con khẩn cầu mà mở cửa thiên đàng cho tôi tới Chúa, và cũng xin cho chúng con đang còn sống biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau cho đến khi tất cả chúng con được đoàn tụ trong Đức Kitô. Và như vậy chúng con sẽ được cùng với cha cố Giuse sống mãi bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn cha cố Giuse được nghỉ yên muôn đời. Nhìn thấy